Nay chị Hai Lệ Thủy lên thu cái bài ca cảnh của Thanh Hiệp để diễn trong cái đêm trao giải Mai Vàng lần thứ 28 tại nhà hát thành phố. Chị Hai nói vài câu, chị Hai thu xong chị Hai thấy sao? Thì cái bài hát này á thì nói lên nghĩa là đất nước của mình, các con nghĩa là những người đi trước rồi thì để lại như vậy, thì các con phải cố gắng noi theo những gì mà ông cha mình để lại. Đó, thì hôm nay là Lệ Thủy đóng vai một bà mẹ đang truyền lửa cho các con. Dạ, cùng giữ cái ngọn cờ của đất nước đúng không? Ừ. Và cái ca cảnh này thì chị Lệ Thủy sẽ hát chung với lại Trọng Hữu, Cẩm Tiên, Bình, Phương Cẩm Ngọc và Võ Minh Lâm. Đó. Coi như là hai cái thế hệ cùng đứng trên sân khấu. Nghĩa là cái bài này chỉ một bài hát thôi mà tới gần 6 người thôi. 5 người và các dàn đồng ca, các diễn viên trẻ nữa. Quý vị đón xem nha, trên chương trình tại nhà hát thành phố. Dàn dựng do đạo diễn Thanh Hiệp. Dạ, chương trình ngày tối ngày 10 tháng 1 năm 2023 tại nhà hát thành phố được VTV9 trực tiếp truyền hình. Nghe nói là Lệ Thủy đứng ở đó, các con chèo thuyền ra để mà chào Lệ Thủy, phải không? Trời ơi, dữ dội, chèo thuyền ra sân khấu. Chị Hai chúc Tết khán giả đi, cũng gần tới hết năm 2022 rồi, chuẩn bị bước vào năm Quý Mão. Thì Lệ Thủy chúc khán giả như thế nào? Thì cũng vài câu như những năm trước thôi, tức là chúc khán giả được nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt, vạn sự an lành. Mong rằng năm mới, những cái gì mà của những năm cũ đã qua hết, thì năm mới chúng ta cố gắng nghĩa là làm cho thật có nhiều tiền để mà cái quan trọng là chúng ta phải giữ gìn sức khỏe để là cùng với mọi người để mà lo những cái công việc. Ai cũng có công việc hết, cho nên là mình phải lo toan cho công việc của mình để hy vọng rằng đất nước của mình nghĩa là được an lành, không có còn những cái bệnh dịch gì nữa hết. Vâng, phục hồi kinh tế ha, phát triển. Và một cái điều nữa là năm nay làm khán giả cũng như là bạn đọc báo Người Lao Động rất là mong chờ kết quả của giải Mai Vàng. Đêm đó cũng là cái đêm mà sẽ có nhiều bất ngờ thú vị, đúng không chị Hai? Nghĩa là cái đêm đó đó là mình quy tụ rất là nhiều bộ môn, phải không? Dạ. Đó, kỳ này mình mấy bộ môn? 15 hạng mục tất cả. 15 hạng mục. Cho nên là sẽ có nhiều cái kết quả rất là bất ngờ thú vị, và chắc chắn là sẽ có sự bất ngờ đến với khán giả từ phía nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Mà đây là trực tiếp luôn, phải không? Đúng, trực tiếp truyền hình về VTV9 trong sóng quốc gia cả nước. Mình làm đêm đó luôn hả? Dạ, trong đêm đó luôn. Dạ, không phát lại. Dạ. Rồi vậy là quý vị nhớ đón xem nha. Dạ, quý vị nhớ đón xem nha. Xin bữa đó tôi sẽ mặc một cái áo dài thật là đẹp. Dạ, xin chào quý vị. Mới mai, áo dài mới mai nha.